Chào đón quý vị các bạn quay trở lại với Kinh Ngạc TV. Trong thế giới động vật có một loài động vật rất nhỏ bé yếu ớt nhưng không một thế lực nào có thể hủy diệt được, kể cả con người, đó chính là loài kiến. Và sức mạnh của sự đoàn kết và sự đông đảo là sức mạnh lớn nhất của loài kiến, khiến cho ít kẻ có thể dám bén mảng tới gần, thậm chí là những động vật có kích thước lớn hơn chúng rất nhiều lần. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những trận đối đầu cực kỳ quyết liệt của loài kiến với các loài động vật khác trong thế giới động vật. Hãy cùng Kinh Ngạc TV khám phá. Và trước khi bắt đầu, mời các bạn chúng ta cùng khám phá những điều thú vị về loài kiến. Kiến là động vật thuộc bộ cánh màng, lớp sâu bọ, khả năng sinh tồn rất cao trong tất cả các điều kiện thời tiết. Nghiên cứu cho rằng loài kiến chiếm 1/4 tổng số lượng động vật của thế giới. Đông dã man, chúng có mặt ở tất cả mọi nơi trên trái đất, ngay cả những nơi cực kỳ lạnh giá như là hai cực của trái đất hay là giữa tâm xích đạo nóng như nung. Kiến có nhiều chủng loại khác nhau, màu sắc thường chỉ có hai màu đỏ và đen. Cá biệt mới có loài phanti màu trắng. Kiến là loài sống bầy đàn với cách tổ chức xã hội khá riêng biệt. Mỗi tổ kiến trung bình có khoảng 100.000 con và có một mẹ duy nhất mà thôi, đó chính là kiến chúa, có thể sống dài tới 30 năm. Ở đây có điều gì đó giống với cách tổ chức cuộc sống bầy đàn của loài ong. Tuyệt đại đa số kiến còn lại là kiến thợ, sống được từ 1 đến 2 năm, được ví như những lao động rất chăm chỉ, miệt mài nhất trái đất này. Công việc của kiến thợ là chăm sóc kiến chúa, ấp trứng, chuyển trứng, nuôi kiến con, xây dựng hang, kiếm thức ăn. Và kiến được xem là loài tuy có kích thước nhỏ bé nhưng mạnh mẽ nhất, vì chúng có thể vác thức ăn nặng hơn chúng 10 lần liền. Thật là một lực sĩ. Để vận chuyển lượng thức ăn nặng nề đó, chúng phải tập trung sức mạnh và tập thể phối hợp với nhau. Chúng cùng nhau khiêng thức ăn kiếm được một cách rất dễ dàng khi cả ngàn con cùng chung sức với nhau. Trong thế giới loài kiến cũng tồn tại những cuộc đấu tranh sinh tồn rất là khốc liệt. Vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng chiến đấu và tập luyện chiến thuật được coi là nhiệm vụ sống còn. Khi lâm trận, chúng biết chiến đấu theo các chiến thuật khác nhau dựa trên tình trạng đe dọa cụ thể. Thậm chí chúng còn biết gây rối loạn, tung hỏa mù khiến cho đối phương nhầm lẫn và tự tấn công nhau. Người ta từng nói đến sự phi thường trong thế giới loài kiến. Chúng không có tai mà cảm nhận âm thanh từ rung động của mặt đất. Thông qua cảm biến nhạy cảm trên các chân, chúng có khả năng tồn tại đến huyễn tưởng bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết và khí hậu. Chính vì thế, kiến cũng là một trong những sinh vật đầu tiên trên trái đất được con người đưa ra ngoài vũ trụ để thí nghiệm sự tồn tại ngoài vũ trụ, chinh phục bầu trời. Và kiến có thị lực kém, bù vào đó chúng thường sử dụng từ trường của trái đất để định hướng đường đi. Chúng được coi là loài côn trùng thông minh nhất khi trong cái đầu bé nhỏ có hơn 250.000 tế bào não. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu thông tin sơ bộ về loài kiến. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu những trận chiến khốc liệt mà rất nhiều loài to khỏe, độc ác, hung hãn, độc, có cả nọc độc răng nanh hơn loài kiến rất nhiều nhưng vẫn chịu thất bại thảm hại nặng nề. Mời các bạn chúng ta cùng bấm vào nút đăng ký kênh, sau đó bấm vào nút chuông để được cập nhật những video mới và hay nhất từ ban biên tập chương trình. Và bây giờ mời các bạn đón xem video của ngày hôm nay. Trận chiến đầu tiên là trận chiến mà bọ cạp bỏ mạng đau đớn khi đối đầu với anh em nhà kiến. Bọ cạp là giống động vật không có xương sống, 8 chân, thuộc lớp Arachnida, động vật hình nhện. Bọ cạp được đặc trưng bởi một chiếc đuôi có móc độc. Đúng là bọ cạp không phải là những tạo vật được yêu mến chút nào, phải vậy không ạ? Bọ cạp thường ăn côn trùng, nhưng chế độ ăn của chúng có thể vô cùng đa dạng. Đây chính là chìa khóa cho sự sống còn của chúng ở rất nhiều nơi có điều kiện rất khắc nghiệt. Đầu tiên, chúng dùng càng để bắt mồi. Và tùy vào kích thước con mồi mà bọ cạp sẽ trích độc hay dùng càng để kẹp con mồi bằng cách làm tê liệt hoặc giết con mồi để cho chúng ăn thịt. Và thật là xấu số cho bọ cạp trong tình huống này, khi bọ cạp lạc giữa vòng vây của cả một đàn kiến rất hùng hậu. Ái chà, những con bọ cạp khỏe mạnh cong đuôi, tung hết các vũ khí lợi hại nhất để chiến đấu với anh em nhà kiến thì không thể chống chọi được đàn kiến tuy nhỏ nhưng vô cùng là hung hãn. Kích thước nhỏ đôi khi lại là một lợi thế. Nhỏ thế này thì đâm chúng làm sao được, lại bị tấn công từ nhiều phía khác nhau. Con cắn chỗ này, con cắn chỗ kia, làm sao mà có thể chống đỡ nổi đây. Và trong khoảng 10 đến 15 giây chống đỡ rất vất vả, bọ cạp đã bị kiến chích cho, cắn bu khắp là khắp thân thể luôn. Các khớp và mắt chính là điểm yếu của bọ cạp. Thôi rồi, bị chơi đúng điểm yếu thì bọ cạp phải bỏ mạng trong đau đớn. Thực sự là phải nói rằng, không biết kẻ địch có võ gì nhưng cứ đông hơn là phải coi chừng đấy nhé. Bây giờ chính là trận đấu thứ hai, là trận thảm hại của rắn trước sự hung hãn của bầy kiến. Ai cũng biết về sự nguy hiểm đáng sợ bậc nhất của loài rắn, với vũ khí sát thương là nọc độc, nó có thể giết con mồi trong nháy mắt. Ấy vậy mà ngày hôm nay gặp đối thủ là loài vật nhỏ bé hơn rất nhiều lần thì nó lại có một kết cục bi thảm như này. Có khi đớp được đối thủ nhưng vẫn bị cắn chảy máu mồm và cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô.
Trong thế giới động vật, không ít lần loài rắn hay thậm chí là những con chăn bị lạc trong vòng vây của đàn kiến. Và trong số đó phải kể đến những tay sát thủ nguy hiểm như kiến quân đội hay là kiến đầu đạn. Và kết quả là những con rắn phải chịu bất lực, không biết chống chọi như thế nào. Mặc cho chúng cắn, xé thịt, xé da, hành hạ đến chết mà thôi. Và cuộc đời thật là éo le trong một tình huống tương tự. Giữa lúc là rắn ta đang cuốn lấy một con mồi, là một chú rơi rất tội nghiệp, chuẩn bị trở thành bữa tối trong bụng con rắn, thì ở đâu ra lại xuất hiện một đàn kiến lửa đến quấy rầy, làm cho rắn ta không thể nào chịu nổi, đành phải ngậm ngùi bỏ đi để lỡ mất miếng ăn đã tận ở miệng rồi. Rắn ta chắc hẳn không thể nuốt trôi cục tức này. Và bây giờ là trận chiến thứ 3, trận chiến mà ong bắp cày sát thủ cay đắng bị kiến khuôn cả nhà. Ong bắp cày là loài động vật được xếp vào hàng nguy hiểm nhất xứ Phù Tang, Nhật Bản. Theo ước tính, lượng người tử nạn vì loài côn trùng nhỏ bé này nhiều hơn cả số người chết do gấu dữ và rắn độc gây ra. Không hề nói quá khi bảo ong bắp cày là sát thủ cao tay hơn cả gấu và rắn cộng lại. Không một ai dám đùa giỡn dù chỉ một chút xíu, bởi vì ong bắp cày là loài ăn thịt, chúng làm tan chảy xác thịt của con mồi bằng cách bắn axit vào cơ thể của kẻ xấu số. Vết đốt của chúng gây đau thấu xương, vượt trên mọi cơn tê buốt cho các loài ong khổng lồ khác trên thế giới mang lại. Nhưng liệu khi đối mặt với loài kiến quân đội sát thủ điều gì sẽ xảy ra? Không biết là ong bắp cày đã đắc tội gì với anh em nhà kiến để chúng kết thành cây cầu sống như thế này, quyết tâm chiếm cho bằng được tổ ong treo lơ lửng trên trần nhà. Những con kiến này rất là thông minh, chúng đã dựa vào sức mạnh của tập thể để tạo thành một cây cầu để tấn công tổ ong. Khi loài kiến tấn công, ong bắp cày thường phải trốn đi. Những con kiến sẽ không rời đi cho đến khi chúng cướp được cái tổ ong, lấy được ấu trùng và trứng. Thậm chí một số con ong trưởng thành cũng không thoát được. Những con kiến này có khi còn tạo thành cầu để đi được cả trên mặt nước. Thật là thông minh. Kiến sẽ dễ dàng di chuyển trên một chiếc cầu vòng lên rồi vòng xuống thay vì bám vào tường, bởi vì cách này chúng có thể mang vác được nặng hơn. Chà chà, đúng là không thể đùa với loài động vật nhỏ bé này được các bạn ạ. Trận chiến thứ tư, rết chúa khóc thét trong vòng vây của bầy kiến. Nhắc tới rết, nhiều người cảm thấy lo sợ bởi nọc độc cũng như vẻ bên ngoài của chúng. Đốt đầu tiên mang hai kìm chứa nọc độc, có nhiệm vụ tấn công, tiêm độc vào con mồi và đối thủ. Nọc độc của rết chứa độc tố peptide SSTX, có khả năng làm phá vỡ hệ thống tim mạch, hô hấp, cơ bắp và thần kinh của con vật. Con rết này đang cố gắng tìm đường để chui xuống đất, nhưng dường như sự cố gắng của nó đều dẫn đến thất bại. Không may có một chú kiến đi qua đã cắn cho nó một trận, và trận chiến đã nảy ra kịch liệt giữa rết và kiến. Kiến thì bị rết phun chất nhầy, nó vội vàng bỏ chạy. Còn rết thì choáng váng vì bị kiến độc cắn. Và trong lúc vùng vẫy thoát khỏi chất nhầy thì đội quân kiến đã kịp phát hiện ra. Con rết gần như không còn sức lực nữa, cuối cùng đành chịu số phận trở thành con mồi cho đàn kiến. Trong một tình huống khác, đối với một con rết mẹ đang cố gắng bảo vệ chùm trứng non của mình thì bị đàn kiến tấn công. Con rết mẹ dù thương con nhưng cũng không tài nào chống chọi được những vết chích đau điếng của bầy kiến, đành ngậm ngùi mà thoát thân. Trận chiến thứ 5 là nhện độc đi chầu Diêm Vương khi bị kiến bao vây. Nhện là một bộ động vật săn mồi không xương sống thuộc lớp hình nhện. Cơ thể chỉ có 2 phần, 8 chân, miệng không hàm nhai, không cánh. Cùng lớp Arachnid với bọ cạp, ve bét, có rất nhiều các loại nhện khác nhau. Một số không có độc, còn số còn lại rất cực độc. Chúng là nỗi khiếp sợ của nhiều loại động vật khác nhau, thậm chí con người. Không chỉ do hình dáng bên ngoài nhiều chân, nhiều lông lá mà còn do nọc độc chết người của chúng. Nếu đối đầu 1-1 thì chưa chắc kiến đã là đối thủ của nhện. Nhưng trong hoàn cảnh này thì khác, khi mà phải đơn độc chiến đấu với cả một bầy kiến, mà lại là kiến đầu bò với nọc độc không kém gì nhện. Nghe đến đây thôi là thấy khiếp sợ cái loài sinh vật nhỏ bé này rồi các bạn nhỉ. Sau một hồi vật lộn với đối thủ và có vẻ như nhện không đủ sức chống lại hàng trăm vết cán và những vết chích thấu xương, đành phải làm mồi cho bầy kiến. Đúng là đoàn kết là sức mạnh, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Cảm ơn quý vị các bạn, chúng ta vừa xem xong những trận đấu rất tuyệt vời của loài kiến, một loài rất bé nhỏ nhưng mang trong mình máu của sự dũng cảm, mang trong mình tinh thần đoàn kết đã chiến thắng cả những loài động vật to xác hơn, mạnh mẽ hơn, có nọc độc kinh khủng hơn mình rất nhiều.
Mời các bạn hãy chia sẻ ý kiến và những bài học mà bạn học được thông qua video này xuống phía bên dưới. Mời các bạn chúng ta cùng bình luận xem trận chiến nào là trận chiến mà bạn cảm thấy hay nhất và loài động vật nào là loài động vật bạn yêu thích nhất. Và cũng đừng quên là bấm vào nút đăng ký kênh, sau đó bấm vào nút chuông để được cập nhật những video mới và hay nhất từ ban biên tập chương trình chúng tôi. Chương trình Kinh Ngạc TV là chương trình chuyên về chuyên mục thế giới động vật, những trận chiến đấu kinh điển trong thế giới động vật và những bài học mà chúng ta học được từ thế giới tự nhiên áp dụng trong cuộc sống của mình. Chương trình kênh Kinh Ngạc TV còn là chương trình về những điều kỳ bí, thú vị, huyền bí trên thế giới, những điều mà khiến con người phải sửng sốt, phải kinh ngạc. Mời các bạn chúng ta bấm vào kênh Kinh Ngạc TV và bấm vào chuyên mục video để xem những video hay và hấp dẫn hơn nữa. Và để ủng hộ cho ban biên tập làm những video hay và hấp dẫn hơn, mời các bạn chúng ta góp ý kiến bên dưới. Ban biên tập thật hạnh phúc khi được lắng nghe ý kiến của quý vị khán giả. Chúng tôi sẽ làm tốt hơn mỗi ngày, chúng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày. Và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, sau đó bấm vào nút chuông để ủng hộ ban biên tập chương trình và giúp đỡ xây dựng nên một cộng đồng học hỏi kiến thức và xem những điều thú vị nhất trên cuộc sống này. Bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.